anh chị em thân mến Hôm nay cùng với toàn thể giáo hội Chúng ta bước vào mùa vọng Giờ đây xin anh chị em chúng ta Cùng lắng nghe lời Chúa vào Chủ nhật Thứ nhất mùa vọng năm b Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con hãy coi chừng hãy tỉnh thức vì các con không biết khi nào thầy ấy đến cũng như người đi phương xa để nhà cửa lại trao quyền hành cho các đầy tớ mỗi người một việc và ra lệnh cho người giữ cửa phải tỉnh thức vậy các con hãy tỉnh thức vì các con không biết lúc nào chủ nhà đến khi chiều tối hay nửa đêm lúc gà gáy hay ban sáng kẻo ông đến thình lình bắt gặp các con đang ngủ điều thầy nói với các con thì thầy cũng nói cho tất cả mọi người hãy tỉnh thức anh chị em thân mến giới trẻ việt nam hôm nay hình như đang rơi vào một khủng hoảng ý thức về giá trị cuộc sống và tỏ ra thái độ coi thường sự sống của chính mình và của người khác chẳng hạn họ coi thường pháp luật đến nỗi có người đã phải thốt lên tần suất và mức độ nghiêm trọng của các vụ án mạng ở thanh niên dường như ngày càng cao với những nguyên nhân ngày càng đơn giản và điều đó làm cho cả xã hội khiếp sợ ngày nay các bạn coi thường luật lệ giao thông nhiều người đã nhận định thời gian gần đây tai nạn giao thông tăng đột biến liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm luật lệ giao thông gây ra nhiều thương vong và ngày nay hình như người ta đang coi thường chính mạng sống của mình chẳng hạn Hàng ngày trên quốc lộ 1 đoạn tại ngã tư Gò Mây phường Bình Như Hòa, Bình Tân. Thành phố Hồ Chí Minh có một số người đứng giữa đường đón đầu xe tải, xe khách để bán nước giải khát, bánh mì, vé số mà chẳng quan tâm tới mạng sống đang đứng trước nguy hiểm. Bởi vì tai nạn có thể đưa tới tử vong dễ như trở bàn tay. Thái độ coi thường đã mang lại bao nhiêu là hệ lụy đau thương. Anh chị em, chiều ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020 tại nghị trường Quốc hội, đại biểu cử so ở bờ khắp đã chất vấn Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. Bộ trưởng nói báo lụt sạt lở ở miền Trung trong những ngày qua là do trời mưa, địa chất bị đứt gãy, Vậy Bộ trưởng cho biết thời gian tới Bộ trưởng vẫn tiếp tục ủng hộ việc xây dựng phát triển thủy điện nhỏ đúng không? Cầu chất vấn đã trở thành hiện tượng rất hot là trên các trang mạng xã hội. Tại sao thế? Tại sao lại hot thế? Thưa bởi phần đông người Việt Nam cho rằng lũ lụt kinh hoàng vừa xảy ra ở miền Trung là do thái độ coi thường mẹ thiên nhiên phá rừng vô tội và chỉ vì những lợi ích của một nhóm nhỏ. Vâng, thái độ coi thường môi trường sinh thái mang lại những hậu quả khốc liệt không ai ngờ tới. Quả thật, có ai nghĩ đến sự ra đi cách tất tưởi bất ngờ của 13 cán bộ tại thủy điện Rào Trăng Ba đang trên đường đi cứu hộ vào ngày 13 tháng 10? 2020. Anh chị em. Cái chết bất ngờ không chỉ cách đi một sinh mạng. Nhưng còn để lại cho người thân nỗi đau khôn tả. Kèm với sự thất vọng khôn lường. Giống như người mẹ ở Hà Tĩnh cứ nhìn thấy xe cứu thương. Đưa các nạn nhân mắc kẹt hoặc thi thể nạn nhân mất tích. Từ rào trăng trở về là bà lao ra gọi tên con. Bà nghẹn ngào. Nó mới điện về cho tôi Mấy ngày trước mà Đường xa tôi mua cho cháu cái bơm dự phòng Mỗi lần đi bộ Thì bỏ thêm đồ ăn vào Cái quạt để ngủ Cái chăn cho đỡ lạnh Không biết con tôi giờ răng rồi Mấy anh ơi Con tôi đâu rồi Cái chết bất ngờ Mang đến nỗi đau thế đó Thưa anh chị em nhưng đó chỉ là mất mát về cuộc sống tạm bợ chóng qua đời này nỗi đau sẽ được chữa lành sự mất mát sẽ chìm vào trong quên lãng vì thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương nhưng sự sống của con người thưa anh chị em không chỉ gói gọn trong một thân xác ngục nát và hay chết này nhưng còn chứa đựng cả một sự sống linh thiêng cao trọng được gọi là linh hồn. Vâng. Anh chị em thân mến, sự sống của linh hồn là mục tiêu tối thượng mà mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi hãy ra sức đạt cho được. Sự sống này là sự sống chứa đựng yếu tố thần linh không bao giờ tàn lụi sự sống này Hoặc là được dự phần vào vinh quang với Thiên Chúa trên thiên đàng Hoặc phải chịu muôn nỗi cực hình trong họa ngục Tùy mỗi người chọn cho mình một số phận Mai sau ngay trên dương thế này Dĩ nhiên anh chị em Tất cả trong chúng ta đây chẳng ai muốn cho linh hồn của mình Đi vào chốn đau khổ họa ngục Bởi vì ai mà chẳng muốn cho linh hồn của mình được vào chốn cực lạc muôn đời bên Thiên Chúa. Phải không anh chị ấy? Thế nhưng làm sao để chúng ta có thể sau khi chết được đạt tới nơi vinh hưởng, đạt tới phúc trường sinh. Chúng ta phải tiến bước trong sự chờ đợi với niềm hy vọng được biểu tỏ qua thái độ tỉnh thức và cầu nguyện, điều mà giáo hội nhắc nhở chúng ta trong Chúa Nhật khởi đầu mùa vọng năm nay. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Hãy tỉnh thức thưa anh chị em, hãy tỉnh thức đừng coi thường thời gian. Thời gian sống trên dương thế không bao giờ là bất tận sẽ có lúc kết thúc nhưng kết thúc lúc nào chẳng ai biết được vì thế đừng phí phạm thời gian có người đã chia sẻ nên hiểu rằng thời gian có hạn chúng ta sẽ không thể nào chia sẻ tất cả thời gian của mình cho cả những mối quan hệ không có ích gì vô thượng vô phạt hoặc thậm chí là độc hại cho cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, đừng dành thời gian của mình cho những mối quan hệ ngớ ngẩn, ngồi nói chuyện phiếm, buôn chuyện thiên hạ, điều mà chúng ta thường gọi là đi buôn dưa lê, để giết thời gian như phần lớn mọi người đang làm. Đức Thánh Giáo Hoàng Doan 23 trong cuốn Nhật Ký Một Tâm Hồn đã khuyên. Đừng bao giờ bỏ thời gian vào việc giao du với những bạn xấu Hay không được tốt Như hàng ưa nói những câu ẩn ý không trong sạch Những lời thô lộ Những tiếng châm biếm và kém thanh nhã Những hàng thích gần người khác giới và hay tán tịnh Hàng ưa vào hàng quán và không giữ tiết độ Đặc biệt hàng thích rượu, hàng thích gây sự hiểm thù công kích, hàng thích đi hay đứng khơi khơi nơi đông người qua lại hoặc đứng trước các hiệu buôn hạng vào chỗ bài bạc hoặc ưa tổ chức đánh cờ chơi bạc. Đức thánh giáo hoàng Gioan 23 coi những cái việc làm như vậy, dành thời gian cho những chỗ như vậy là phí phạm thời gian. Việc coi thường thời gian sẽ làm cho đời sống thiêng liêng trở nên khô cằn. Linh hồn chúng ta sẽ trở nên hoang vắng Và khi đã trở nên hoang vắng rồi Thưa anh chị em Nó trở thành hang ổ cho Satan Cho quỷ dữ Thật xót xa Bao nhiêu kỳ tổ hữu đã coi thường Sự quý giá của thời gian Phung phí vào những cuộc hưởng thụ vô bổ Dùng nó để phục vụ cho tham vọng Và lòng tham vô đáy của mình Chúng ta đánh mất điều mà Linh mục James Kupichi dòng tên đã nói Điều quan trọng đối với chúng ta là nhận biết rằng Thời gian là điều quý giá nhất mà chúng ta có Chúng ta sống trong thời gian Thế nên khi chúng ta sử dụng thời gian Là chúng ta dùng điều quý giá nhất Vâng, anh chị em Hãy tỉnh thức để nhận ra quà tặng cao quý mà Chúa đã tặng ban cho chúng ta. Đó là thời gian. Để chúng ta dùng thời gian đúng như Chúa muốn. Một trong những điều mà người Ki Tô Hữu chúng ta cần phải tỉnh thức trong việc sử dụng thời gian. Đó chính là chúng ta phải có thời gian để cầu nguyện. Đặc biệt phải có thời gian ở bên Thánh Thể Chúa Giêsu. xu bởi đó là cách thế để chúng ta gột rửa tâm hồn của mình Tìm lại đúng căn tính của mình Hầu có thể làm cho đời sống của linh hồn được trở nên phong phú Có người hỏi nhà điêu khắc Michelangelo rằng Làm thế nào để có thể đẽo được tượng David? Ông không hề do dự và lập tức trả lời Rất đơn giản chỉ cần gạt bỏ những phần không thuộc về David là được thưa anh chị em quả thật cầu nguyện là cách thế để gột bỏ những gì không thuộc về đời sống Kitô hữu và đó là lý do mà tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện vâng tỉnh thức để giúp chúng ta khám phá ra rằng Đâu là con đường để chúng ta đi Và cầu nguyện là cách thế để giúp chúng ta bước trên con đường đó Với trọn vẹn Sự tin cận và tính thác vào Thiên Chúa tình thương Để chúng ta gạt bỏ tất cả những gì Không phù hợp với đời sống Kitô hữu của mình Lệ Chúa Khởi đầu mùa vọng Chúa kêu mời chúng con tỉnh thức Xin cho chúng con nhận ra lời mời gọi chất chứa yêu thương Bởi vì mục đích tối hậu của sứ vụ của Chúa không gì hơn Chính là mang ơn cứu độ đến cho mọi người Xin Chúa cho chúng con khám phá ra lời mời gọi này Để chúng con thi hành trong đời sống kỳ tô hữu của mình Tỉnh thức và cầu nguyện AMEN